Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, mưa nhỏ chỉ còn diễn ra tại các tỉnh phía đông bắc bộ trong sáng ngày hôm nay. Từ trưa chiều thì mưa giảm hơn, thời tiết hầu khắp khu vực bắc bộ sẽ chỉ còn se lạnh, với nhiệt độ cao nhất dao động từ 23-26 độ, phía tây bắc bộ chỉ còn trên ngưỡng 27 độ. Đêm nay mức nhiệt cũng có xuống cao hơn so với đêm qua. Đối với các tỉnh vùng núi phía bắc, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 16-17 độ, còn đối với khu vực Trung Du và vùng đồng bằng, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ở ngưỡng từ 19-22 độ. Theo dự báo rằng tới ngày mai, trời sẽ tạnh ráo và khả năng nắng xuất hiện trở lại. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ tăng lên ngưỡng từ 26-30 độ. Tuy nhiên dự kiến sẽ tiếp tục có thêm một đợt gió mùa đông bắc khá mạnh nữa tràn xuống nước ta. Nên từ ngày 22 tháng 10, Bắc Bộ sẽ có khả năng lại chuyển rét trở lại. Đợt rét này có thể kéo dài từ 2-3 ngày. Đỉnh điểm của những ngày mưa lớn tại miền Trung đã qua. Từ trưa chiều nay, mưa tại khu vực này sẽ có xuống giảm dần cả về diện và lượng. Tuy nhiên do mưa kéo dài nhiều ngày qua, nên nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông vẫn tiếp tục được cảnh báo. Nền nhiệt độ trong chiều tối nay ở khu vực vẫn duy trì thấp. Từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động từ 20-23 độ. Còn các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn ở mức từ 23-26 độ. Theo dự báo xa hơn thì từ ngày 22-27 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên khu vực từ Hà Tĩnh tới Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn nữa. Đợt mưa này tuy lượng không quá nhiều, nhưng do miền Trung đã liên tục có mưa nhiều ngày, nguy cơ sạt lở đất đá còn rất cao. Các hình thái gây mưa cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đã suy yếu, nên ngày hôm nay mưa rào và dông cũng có xu hướng giảm về cường độ, chỉ còn xảy ra rải rác vào thời điểm chiều. Nên nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam sẽ có xu hướng tăng nhẹ, trưa chiều nay dao động từ 29-31 độ tại vùng cao nguyên và từ 31-33 độ đối với các tỉnh thành Nam Bộ. Trên biển, hiện nay ngoài khơi xa khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương chuẩn bị hình thành một vùng áp thấp, sau đó di chuyển vào Biển Đông trong ngày 25 tháng 10. Sau khi đi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 9. Trong những ngày tới thì mô hình dự báo sẽ còn thay đổi nhiều. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về xoáy thuận nhiệt đới này tới quý vị và các bạn trong các bản tin hàng ngày của kênh. Bà con quan tâm nhớ đăng ký kênh và chú ý đón xem.